sao vậy? Sao là sao? Sao là sao mà không sao là sao? Thái độ vẫn dưng bàng hoàng ha. Sao? Kiểu như mình là người vô tội đó hả? Ủa? Chứ em sao? Em đang làm công việc mà. Em nhắn tin công việc mà. Anh đã nói rồi, muốn cái gì thì nhắn tin cho trợ lý, cho quản lý, thiếu gì cứ nhắn tin cho người ta trình hoài vậy. Anh mắc cười ghê á. Công việc là công việc mật, số liệu là số liệu mật. Giờ qua quản lý, trợ lý, thư ký, nó mất thông tin ra ngoài rồi sao? Đúng rồi, tư liệu mật, thông tin mật. Cho nên có những cái cử chỉ cũng thân mật luôn ha. Không gì em không hiểu gì trơn á. Tự nhiên đi ghen hoài, không hiểu nổi. Ủa? Bây giờ không ghen hả? Không ghen cho mất vợ hả? Nói rồi không được nhắn tin với con cha đó nữa. Ai? Ai này nọ với ai? Mẹ. Ai muốn cãi với ai? Dạ, à, đâu có gì đâu mẹ. À, tụi con tranh luận chút xíu thôi. À mẹ ơi, con mua vé cho mẹ là tối nay 10 giờ về rồi. Nên con sẽ tranh thủ từ công ty về sớm đi đưa mẹ ra bến xe nha. Con xem đi, thái độ con dâu rất ư là này nọ. Cô làm như vậy chẳng khác nào cô muốn đuổi tôi ra khỏi nhà cô càng nhanh càng tốt sao? Sao mẹ? Mẹ kêu vợ con đặt xe về gấp mà. Hôm qua mẹ nằng nặc, mẹ nói là phải về trong đêm đó mẹ. Mẹ nhớ không? Trong đêm, không được rạng sáng, trong đêm. Hôm qua tôi có nói như vậy, nhưng sáng nay tôi xác định lại, tôi nói lộn. Nói lộn thì nói lại, cô làm gì mà há hốc cái họng lên như vậy? Ủa là mẹ không về hả mẹ? Làm sao mà về? Tôi ở đây để bảo vệ con tôi, chăm sóc con tôi. Cô cảm ơn mẹ. Nhìn đi, cô có vẻ đau khổ khi tôi không về lắm đúng không? Cô cười mà lệ cô rơi. Con trai. Nhìn gì, mẹ con tôi thiệt là hạnh phúc. Mẹ. Mẹ bảo vệ con mẹ rồi ai bảo vệ con? Coi như mình không thấy không gọi. Chị nghe nè. Em, bây giờ em tìm cách em giữ chân ổng đi. Em nói chị đi công tác hay chị đi ra ngoài gặp khách hàng đi. Chưa biết chừng nào về nha. Ráng, chị tin em sẽ làm được. Em có nói y chang như chị dặn vậy đó. Nhưng mà sếp Trình nói nếu như mà một tiếng nữa sếp Trình không thấy chị là sếp Trình đuổi việc tụi em hết. Em ráng em giúp chị nha, em ráng em giúp chị đi chứ giờ. Ừ, nói chị đi thì coi như chị đi công tác thiệt hay chị đi làm việc thiệt mà. Thì em cứ nói thiệt vậy đi nha. Trời trời, làm sao cho ông Trình ổng bớt rảnh, ổng bớt nhắm vô mình đi. Hay giờ làm sao cho vợ của ông phát hiện ta? Vợ ông phát hiện thì ông sẽ ngưng hành động đó lại. Hương Hải giúp tôi một chuyện được không? Cô sếp của tôi cho vợ sếp tôi đánh ghen bà. Sao chị bắt em làm chuyện giật gân chó điên không vậy? Có, nó đơn giản mà. Sao mà đơn giản? Bị đánh mà đơn giản. Nói chuyện không? Chuyện này khó lấy, không làm được đâu. Tiền công 10 triệu, hậu quả chị tự chịu. Ok. Không phải là một người khẳng khái. Chuyện đơn giản mà chị. Đơn giản không? Đơn giản lắm. Giúp chị. Nhưng mà để em rủ thêm bà Nguyệt được không? Ôi, ôi. Nguyệt nó hiền lắm, nhưng nó điệu lắm. Cái chuyện mà quyến rũ hay là lanh trí á, không có bằng em hiểu không? Em có cái sự lương lẹo, lặng lách của em qua lời nói, người ta có thể lấy được em. Còn nhỏ nó như cây củi gì đó, không được đâu. Mà nhớ 10 triệu nghe. 10 triệu. Móc méo cho chắc. 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Khoan. Một chút. Alo, chưa nghe máy. Em hả? Em gọi cho sếp Trình. Em báo với sếp Trình là 2 giờ chiều nay xuống dưới cà phê của công ty. Chị có hẹn bên BA tới BA về công ty nha em ha. 2 giờ chiều nay cà phê công ty. Ok, cảm ơn em. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Hình đó
dám đi đó. Đó là gu của sếp mình rồi. Sao lại là em? Trời ơi, nó kêu em đi làm. Làm gì? Làm thêm. Sorry, sorry bà. Tại vì tôi đang theo một vụ ở tòa soạn. Nhưng bà yên tâm đi, tôi xếp bằng nguyệt cho bà rồi đó. Ôi, bà muốn xài sao xài. Coi bà vậy chứ cũng ngon lắm á nha. Nhất dáng nhì da, ba dòng ok lắm. Vậy nha, cúp máy nha. Không thể là Nguyệt. Alo. Chị, con tiền lương cao lắm đúng không? 10 triệu. Trời ơi, chị biết mà. Tháng nào nhà em cũng đóng tiền rất là nhiều luôn á. Trời ơi, đã quá. Nhưng mà cái công việc này nó không có phù hợp với em mấy. Không phù hợp, em nghĩ là hợp. Trời ơi, em xin nghỉ buổi chiều luôn rồi đó. Chớp này dễ ăn lắm mà. Mắc gì phải đi quyến rũ sếp của bà Liễu trời. Chào em à, cho hỏi có phải em tên Hương là người mà hẹn phỏng vấn anh đúng không? Dạ. À, xin lỗi vì chắc anh lộn rồi. Không, dạ dạ dạ. Em là Hương à, người em là Hương, là Hương. Ồ. Dạ. Thì sao hồi nãy em nói em không phải? Em hơi quên. Có phải em là bạn của Liễu đúng không? À, dạ. Chị Liễu là bạn của hàng xóm em. Rồi hàng xóm em mới nói là công ty chị Liễu cần phỏng vấn. Thì em mới xin lên em phỏng vấn. Vậy chào em. Nhột. Nhột. Dạ. Em gặp Liễu chưa? Dạ em gặp rồi. Chị Liễu chị đi rồi. À. Em à. Dạ. Anh thấy chỗ này mình không có tiện nói chuyện, đông người quá. Ở đây đâu có ai đâu anh. Không, ý anh nói là ngoài cửa kính á, thoáng nhiều người đi qua đi lại nhìn vô mình khó nói chuyện lắm. Không mấy mình tìm cái chỗ nào mà kín kín á. Ý anh nói kín kín là kín đáo, như là một cái phòng VIP hoặc khách sạn hay gì đó, mình vô mình nói chuyện phỏng vấn nó tiện hơn em. Anh thấy sao? Ổn chứ ha? Dạ, ổn. Anh lựa chọn đi. Ok, vậy thì mình đi đi. Anh mời em, mình đi ra chỗ kín đáo đi. Dạ. Đi. Dâm phụ, dâm phụ. Gian phu dâm phụ ha. Cô nói với tôi sao? Cô nói với tôi á là cô đi làm. Đi làm như vậy hả? Ra đây cô đẩy đưa với hàng ngày đúng không? Không có con chó này bắt tại trận nha. Mình nói yêu đâu. Tao nhớ mày rồi. Mày dám tán tỉnh vợ của bạn tao, bây giờ tán tỉnh luôn vợ của tao mày. Không có đâu. Chắc anh nhầm người rồi. Nhầm cái gì mày? Người giống người thôi. Thôi rồi. Đứng lên. Mình nghe em vậy nó hiểu lầm. Đừng, hiểu lầm hết. Đừng. Cút ra. Cái gì?